Giải bơi trải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024 đã chính thức diễn ra tại khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng với đường đua là mặt nước Hồ Tây thuộc trục các đường Thanh Niên và Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chương trình này đã thu hút hàng trăm vận động viên tham gia và hàng nghìn lượt người dân đến cổ vũ trong không khí sôi động, tưng bừng. Quá tuyệt vời! Chẳng một đó cứ đến ngày 10 tháng 10 hàng năm là thành phố đã tổ chức, và mình rất là tự hào, con dân của đất Việt. Cảm xúc ở quê ra phố là rất vui, rất sung sướng, rất hào hứng. Tôi thì mong muốn là năm nào cũng tổ chức vào những dịp kỷ niệm ngày lễ như kiểu là giải phóng thủ đô như thế này, lên duy trì để cho có không khí và giữ làm truyền thống cho thủ đô và Việt Nam. Giải bơi năm nay có sự tham gia của 48 đội và 809 vận động viên, huấn luyện viên, trong đó có 8 đội thuyền của các đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các đội thuyền chuyên nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong nước, các câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp, các quận, huyện, thị xã thuộc Hà Nội. Cảm giác của tôi thì từ đầu tiên thì lúc khởi động nó rất là hào hứng rồi. Và bước vào đường đua thì tinh thần còn dâng cao hơn nữa. Và bắt đầu xuất phát thì gọi là mình ra hết sức và tinh thần của mình luôn lúc nào cũng là chiến đấu và hết mình. Mấy năm trước thì lúc còn mới tập ấy, thì thành tích cũng gọi là không phải là tệ quá, nhưng năm nay là vượt trội hơn hẳn, bởi vì có thêm nhiều đồng đội hơn và cường độ tập của mình cao hơn một buổi trong một tuần. Năm nay thì thứ nhất là thời tiết rất là đẹp, và thứ hai là các cái dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô mang rất nhiều hoạt động ở thành phố, rất nhiều các cái tu sửa cơ sở vật chất, các cái công trình công cộng, thế nên là dân chúng đông hơn rất là nhiều và cái không khí ngày hội nó rõ rệt. Rồi ban quản lý hồ là cái một cái cơ quan mới từ tháng 3 năm nay, nhưng mà hết sức là hữu hiệu trong việc bảo vệ vệ sinh môi trường cũng như là cảnh quan của Hồ Tây. Tôi hy vọng là trong tương lai chúng tôi sẽ hợp tác với thành phố để làm nhiều các sự kiện đùa thể thao nước. Giải bơi trải thuyền rồng đã trở thành hoạt động truyền thống của thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bộ môn bơi trải thuyền rồng. Điều này giúp phong trào thi đấu thuyền rồng được vươn xa hơn trong thời gian tới.